Bây giờ hãy cùng tiếp tục học bài 5 tương với phần 5 bài 1 quyển 3. Đầu tiên là từ mùa đông. Tung thiên. Tung. Tung. Thiên. Thiên. Tung thiên. Tung thiên. Mùa đông của Hà Nội. Hở này đào tung thiên. Hở này đào tung thiên. Mùa đông của Bắc Kinh. Bảy Kinh đào tung thiên. Bảy Kinh đào tung thiên. Mùa đông của Thượng Hải. Shanghai Hải đào tung thiên. Shanghai Hải đào tung thiên. Tôi thích mùa đông. 我喜欢冬天. 我喜欢冬天. Bây giờ là từ ấm áp. 暖和. 暖. 暖. 火. 火. 暖和. 暖和. Trong đó từ hồ chính là từ hứa đã học có nghĩa là và. Cực kỳ ấm áp. Phi tráng nhoàn hồ. Phi tráng nhoàn hồ. Chẳng ấm áp chút nào cả, nguyên văn là một chút cũng không ấm áp. Yì điàr yě bù nhoàn hồ. Càng ấm áp hơn. Càng ấm áp hơn. Càng ấm áp hơn. Không cảm thấy chỗ này càng ấm áp hơn sao? Bù chứa đờ trò càng ấm áp hơn mà? Bù chứa đờ trò càng ấm áp hơn mà? Chỗ này càng ấm áp hơn so với chỗ kia, nguyên văn là chỗ này so với chỗ kia càng ấm áp. Chỗ bì nà er gèng nuǎn huò. Chỗ bì nà er gèng nuǎn huò. Chỗ này càng ấm áp hơn một chút. Chỗ gèng nuǎn huò yì diǎn er. Ấm áp hơn Bắc Kinh một chút, nguyên văn là so với Bắc Kinh ấm áp một chút. Bí Bể Kinh nhoàn hồ yì điàn. Bí Bể Kinh nhoàn hồ yì điàn. Có phải là ấm áp hơn một chút so với Bắc Kinh không? Nguyên văn là phải không phải, so với Bắc Kinh ấm áp một chút. Sì bù shì bǐ Bèiqīng nuǎn huò yì diǎn er? Sì bù shì bǐ Bèiqīng nuǎn huò yì diǎn er? Mùa đông của Thượng Hải có phải là ấm áp hơn một chút so với Bắc Kinh không? Shanghai Hải đào tung thiên, sư bù sư bí Bể Kinh nhoàn hồ yì diǎn er? Shanghai Hải đào tung thiên, sư bù sư bí Bể Kinh nhoàn hồ yì diǎn er? Bây giờ là cách nói không nhất định, không hẳn. Bù ý định. Bù. Bù. Ý. Ý. Định. Định. Bù ý định. Bù ý định. Anh ấy không nhất định biết.
anh ấy không hẳn là biết. Tha bù ý định chứ đỏ. Tha bù ý định chứ đỏ. Anh ta không hẳn lớn hơn tôi. Anh ta không nhất định lớn hơn tôi. Tha bù ý định bí ủa tả. Tha bù ý định bí ủa tả. Anh ta không hẳn sẽ đến. Tha bù ý định khỏe lái. Tha bù ý định khỏe lái. Không nhất định, không hẳn. Bù ý định. Ấm áp hơn Bắc Kinh. Bí Bể Kinh nản hồ. Bí Bể Kinh nản hồ. Không hẳn ấm áp hơn so với Bắc Kinh. Bùi định bí Bể Kinh nản hồ. Bùi định bí Bể Kinh nản hồ. Thượng Hải không nhất định ấm hơn so với Bắc Kinh. Shang Hải bù ý định bí Bể Kinh nản hồ. Shang Hải bù ý định bí Bể Kinh nản hồ. Hãy nhắc lại, mùa đông của Thượng Hải. Shang Hải de Dong Tian. Shang Hải de Dong Tian. Có phải là ấm áp hơn một chút so với Bắc Kinh không? Thượng Hải không nhất định ấm hơn Bắc Kinh. Shang Hải bù ý định bí Bể Kinh nản hồ. Shang Hải bù ý định bí Bể Kinh nản hồ. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Béo gầy hay rộng chật. Phấy sầu. Qua đường. Của má lủ. Phát âm không chuẩn. Fa yin bù biao chuẩn. Chúc mừng. Chủ hở. Xét nghiệm phân. Hỏa yên tả biển. Kê một ít thuốc cho anh. Kế nghỉ khai ý xế yào. Môi trường xung quanh quá loạn. Châu vế hoàn chỉnh thải loạn. Tắc đường tắc kinh khủng. Tủ chưa tủ tớ lì khải. Tuy hơi bị đắt một chút. Suy rán quỷ lờ tiả. Mới đọc đến trang 30. Sài khản đảo xa sứ dễ. Thức ăn quá ngấy. Sài thải yếu nỉ. Học hay tiếc. Sàng lẻng chế cửa. Phải nhớ kỹ. Nhau chỉ chủ. Lại kéo dài thêm một năm. Giải yến tráng ỉ nén. Có chỗ tốt. Yếu khó chủ. Biến hóa rất lớn. Biến hóa khẩn tả. Thượng Hải không lớn bằng Bắc Kinh. Shang Hải mới yếu Bể Kinh bả. Thành phố. 城市.
so với quá khứ trở nên càng xinh đẹp hơn rồi. Bí quá khứ biến nở càng phiêu lãng lọ. Có nhiều bằng của Bắc Kinh không? Yếu Bảy Trinh đờ tua mà. Không lớn như công viên của Bắc Kinh. Mấy yếu Bảy Trinh đờ cung yến chưa mở tả. Mùa đông. Tung thiên. Không hẳn ấm hơn Bắc Kinh. Không nhất định ấm hơn Bắc Kinh. Bùi đỉnh bí Bảy Trinh nòa hỏa.